Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 41, ra mặt dày hắn. Thất thân làm thiếp, Vãn Thanh tức giận dùng sức đẩy hắn, ánh mắt Trừng Trừng phóng ra. Kỳ thật nàng không muốn như thế nhưng do thẹn quá, hắn vừa mới vì nàng mà bị thương, tình nguyện ngã trên mặt đất để nàng an toàn người làm được như vậy chắc chắn không nhiều cho dù là người có nghĩa hiệp thế nào nhưng nguyện ý cứu người khác như thế thật không nhiều người làm được hơn nữa xét cho cùng thật buồn cười là kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc huống hồ hắn đối với nàng cũng không cố ý khinh bạc xem hành vi vừa xong thì nàng không thể nào nhỏ nhen so đo với hắn nhưng nếu cứ để yên như vậy thì hai người không tự nhiên chút nào ta không phải cố ý tà phong nhất thời luống cuống mặt ửng hồng nói năng lung tung bộ dạng thập phần ủy khuất hắn cho là vãn thanh tường nhầm hắn khinh bạc người là do hắn vô tình mạo phạm nàng hắn chỉ là vừa mới ôm nàng tự nhiên theo bản năng trời xanh hốt nhiên quên mất nam nữ thụ thụ bất thân nhưng thật sự là hắn không có cố ý nam nhân này dễ thương ca ca muốn bẹo má cho chít si ánh mắt vô tội nhìn nàng vãn thanh thấy bộ dạng của hắn như vậy trong lòng muốn cười nhưng không lộ ra chỉ nhìn hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng làm chuyện như thế lại còn nói là không cố ý sao ta chỉ là vô tình hắn vội vàng biện minh được rồi ta coi như là ngươi vô tình vậy còn tưởng rằng phải một hồi thanh minh mới có thể khiến vãn thanh tha thứ ai ngờ hắn chỉ vừa nói một câu vãn thanh liền tha thứ cho hắn nhất thời hắn có chút kinh ngạc ánh mắt mở lớn nhìn nàng vãn thanh nhìn về phía hắn cố ý nói tiếp làm sao vậy chẳng lẽ không đúng là vô tình? Không phải, không phải, ta thật sự vô tình. Hắn vừa nghe vội vàng tà hữu khoát tay, đưa tay loạn xả chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến hắn thành kẻ cố ý vậy. Vãn thanh cười một tiếng, đứng lên, ngươi là do vô tình thì ra cũng không trách. Nói xong tay đưa lên vuốt một vài sợi tóc bị xóa ra, bởi vì không có gương nên nàng không thể coi rõ được, chỉ có thể vuốt mấy sợi tóc rối ra phía sau rồi búi lên. Khuôn mặt trắng hồng, khóe miệng cười yếu ớt, liễu mi thật dài, đôi mắt trong suốt người sáng, cái mũi nhỏ xinh đẹp, lại đôi môi trúng chím. Nhìn vẻ đẹp này của nàng, tà phong hốt nhiên phát hiện nhìn nàng lúc này hắn có vài phần ý tình mê loạn. Kỳ thật nàng không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chỉ có thể coi là thanh tú giai nhân, nhưng là không biết vì sao, đi theo chung một chỗ với nàng luôn cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn miệng nàng cười, chút tâm tình buồn bực cũng tan biến hết vuốt tóc xong, vãn thanh nhìn về phía tà phong, thấy hắn hai mắt đăm đăm thẳng nhìn chăm chú nàng, lại suy nghĩ gì sao, vì vậy nàng hỏi, làm sao vậy? Tà phong thất thần nghe nàng hỏi, tay không bất giác gãi tai, có điểm không tự nhiên, là hắn vừa mới có ý tà mị. Không dám ngẫm nghĩ, hắn cười ha hà một tiếng, không có gì a à. Vãn thanh nhìn vẻ mặt đang cười của hắn thật khả nghi, không thể tin tưởng được, nhưng tà hiểu không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hắn che giấu không có ý gì là nói ra chính vì vậy không hỏi nữa nhìn quanh một chút căn bản là không thấy bất cứ ai đuổi theo tung tích nàng nàng biến mất như thế mà bọn họ không hề hay biết giống như xe ngựa thiếu một ngọn cờ là chuyện bình thường rõ ràng nghĩ đến thế trong lòng không khỏi sầu não tà phong nhìn vẻ mặt nàng liền nói người của bọn họ không có theo tới hơn nữa nếu có tới kịp phải đánh nhau ta thất chiếm được thượng phong nói về khinh công không phải khoe khoang trên đời số người có thể vượt qua không nhiều. Tà Phong nói xong có điểm kiêu ngạo, bất quá hắn cũng có cơ sở để kiêu ngạo, đệ nhất thiên hạ thần trộm không phải là hư danh. Lần nào gặp anh này cũng tự kiêu ác, đúng là tinh thần xì tin. Người đúng là đồ mặt dày, nói không hề đỏ mặt. Vãn thanh cười trừ nói. Không phải vậy, ta không phải kẻ mặt dày, mà là ta chưa bao giờ nói láo, ta chỉ nói sự thực thôi. Hắn trịnh trọng tuyên bố. Vãn Thanh cười một tiếng, tựa hồ chỉ cần cùng hắn chung một chỗ, đều có thể thoải mái cười. Chỉ tiếc, hắn không cùng kiếp với hắn, nếu không, có thể cùng hắn xông xáo giang hồ thì tốt ra. Trong lòng nàng hốt nhiên sinh ra một ý nghĩ điên cuồng như thế. Nghĩ đến điều đó, nàng sẽ chờ, chờ một ngày nào đó, một cơ hội nào đó có thể bước ra bên ngoài thiên hạ. Thật sao? Nàng nhíu mày, cố tình cười nhạt hắn. Tất nhiên trong chốn giang hồ chẳng ai không biết tới khinh công tà phong ta. Ai không nghe tới ta, tà phong khinh công đột phá. Nghe được vãn thanh nói như vậy, hắn càng ngửa cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Sắp thùng trời rồi, Di. Ta vừa biết nhưng sẽ có người không biết. Vãn thanh cười một tiếng, cố ý nói tiếp. Người phương nào, tà phong nghe thấy nhảy dựng lên, nhưng nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ánh cười của vãn thanh mới biết chúng mưu nàng chợt thấy nàng nói nhỏ ta không biết người ta nói khinh công của người đột phá như thế nào nhưng chưa nhìn qua sao ta có thể khẳng định được nói xong cười một tiếng nhìn về phía hắn tà phong nhìn về phía nàng rồi sau đó nói người thông minh như thế qua ba lần rồi lẽ nào còn nói không biết sao chẳng lẽ vừa rồi không phải là hắn nói xong khóe miệng đắc ý nhìn vãn thanh nói đến ba lần vãn thanh đã mơ hồ nghĩ qua liền lãnh thanh nói cái gì mà trải qua ba lần ta chưa thấy được khinh công của ngươi khá ở điểm nào. Chưa rõ sao, tà phong vừa nghe, trên mặt tức thì bất mãn, đưa tay kéo tay trái nàng rồi sau đó nói, nắm chặt, để cho ngươi hội rõ khinh công ta. Thân thể vãn thanh đột nhiên cảm thấy nhẹ bỗng, cả người được hắn mang lên giữa không trung, hắn vận nhẹ công, nhún chân lên thân cây, thật là dọa người khác chết ngất. Vãn thanh không khỏi muốn kêu lên, nhược là bị hắn ôm trong ngực. Không sợ hãi, Lúc này nhượng hắn lôi kéo một tay, giống như bản thân đang đi trên một ngọn cây, dù biết sẽ không té xuống nhưng nhìn độ cao thế này, lại gió vù vù bên tai không thể không sợ hãi. May mắn là hắn chỉ chứng minh thoáng cái, sau đó tốc độ chậm lại, chuyển đầu hỏi thế nào. Vãn thanh trừng mắt, sắc mặt sợ tới tái nhợt, tà phong đại hiệp khinh công lợi hại. Người này thật cố chấp qua đi, thật không muốn đấu tới cùng. Không có biện pháp nào đấu với hắn a à? chương 42, thể thiếp ám áp. Thất thân làm thiếp, khí trời vốn vô cùng tốt, bỗng nhiên lại đổ mưa. Mặc dù chỉ là mưa phùn, nhưng một lúc cũng đủ khiến toàn thân ướt đầm. Gió lạnh thổi tắp vào người, toàn thân lạnh run, vãn thanh hắt xì liên tục hai cái. Tà phong nhướng mày, kéo nàng, dẫm chân một cái, tức giận mắng ông trời, trời thật là không chiều lòng người, trời đang đẹp, nói một câu đã đổ mưa. Vãn thanh cười khẽ, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng gió đã lùa vào lạnh bút cả răng, vãn thanh liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Mưa cứ rơi, không có dấu hiệu sẽ ngừng. Cái sơn động này xem ra không lớn, tuy chỉ là một sơn động nhỏ, nhưng hai người chú mưa thì không thành vấn đề. Đáng tiếc toàn thân ướt mưa, không mang theo quần áo để thay, y phục dính sát vào người, không thoải mái không nói làm gì, cái chính là lạnh vô cùng. Tóc cũng ẩm ướt nặng trịch. Tà Phong nhìn vãn thanh, lại nhìn khí trời, rồi sau đó trực tiếp đi vào bên trong động. Ngươi vào trong động làm gì vậy? Bên trong đen tui một màu, nói không chừng có thể có dã thú như ác điểu độc xà. Muốn tránh không được, hắn còn đâm đầu vào làm gì không biết. Toàn thân ngươi ướt đẫm, rất dễ nhiễm phong hàn, ta xem xem trong động có củi không, đốt lên sưởi ấm cho ngươi, ít nhất cũng nên hong khô quần áo. Tà Phong vừa nói vừa đi, ôi, yêu ca, ích, hành động lơ đãng đấy, cũng đủ để lay động trái tim vãn thanh. Vãn thanh không nghĩ tới hắn lại chu đáo như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Từ trước tới nay, trừ mẫu thân cùng song nhi, chưa từng có người cho nàng cảm giác ấm áp như vậy. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, nàng nhẹ nhàng mà nói cảm ơn ngươi, tà phong. Nàng mặc dù nói nhỏ, nhưng tà phong vẫn nghe thấy, cước bộ dừng lại, đi càng nhẹ nhàng, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Nàng gọi hắn tà phong. Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như vậy. Trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào. Lát sau ôm ra củi to củi nhỏ, đi tới trước mặt Vãn Thanh, xếp củi thành một đống, rồi sau đó lấy ra một viên đá lửa, đánh vài cái rồi châm lửa. Ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, khiến Vãn Thanh cảm thấy vô cùng ấm áp, thân thể không tự chủ vươn về phía trước, hai tay cùng hơ về phía đống lửa lấy sự ấm áp. Đang lạnh lại tiếp xúc với lửa, Vãn Thanh liên tục hắt xì mấy cái. Tóc tai cũng dựng đứng lên. Tà Phong vừa nhìn, nhíu mày nói, mặc quần áo ướt sẽ cảm lạnh đó. Cởi ra a, dấu lớn. Ta lấy đâu ra quần áo để thay bây giờ? Nàng tự nhiên biết mặc quần áo ướt sẽ rất lạnh, nhưng không mang theo y phục, nhất thời cũng không có biện pháp a. Đột nhiên Tà Phong như nhớ ra cái gì, nhãn tình sáng lên, xếp bằng ngồi xuống, Vãn Thanh nhìn mặt của hắn đỏ bừng lên, rồi sau đó đỉnh đầu bốc khói. Khói bốc lên càng lúc càng nhiều, một lúc sau cả người như mất hút trong khói trắng. Một lúc sau nữa, khói từ từ tan đi, quần áo ướt của hắn lại khô cong như chưa từng dính mưa. Thật là thần kỳ, nàng đã nghe nói chân khí có thể đả thương người, có thể thôi công cứu người, chưa từng nghe qua có khả năng hong khô quần áo, thật là kỳ lạ. Miệng nàng bất giác cong lên một nụ cười, nhìn hắn thích thú nói, không ngờ Tà Phong đại hiệp võ công lợi hại như thế quần áo cũng có thể hong khô, thật có thể nói là thế gian ít có. Vì trên đời này làm gì có ai hao phí chân khí cho việc tầm thường đó. Tà Phong đương nhiên nghe được sự chế nhạo trong lời nói của nàng, biết nàng là nói móc hắn, cũng cười đến sáng lặn cả mặt, không thèm để ý nói, tuy Tà Phong ta không phải vạn năng, nhưng có 9999 khả năng. Chuyện nhỏ này không đáng để nói đến. Con người này, không biết là hắn giả vờ không biết hay không biết thật bị nói vậy mà vẫn thản nhiên trả lời, nàng thật sự là cam bái hạ phong. Tà phong đại hiệp thật lợi hại, tiểu nữ từ cam bái hạ phong. Hắc hắc, biết là tốt rồi, tà phong nhướng mày cười một tiếng, còn không quên xoa cằm, ra vẻ lợi hại. Nói dẫn xong, nhớ ra tránh sự, tà phong đứng lên, kéo rớt đai lưng, cởi bỏ y phục. Vãn thanh nhìn hắn đột nhiên cởi áo tháo thắt lưng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc ngươi làm gì vậy. Vãn thanh tin tưởng hắn không phải loại người có thể làm cho bị ổi đó, đó là loại tín nhiệm từ nội tâm. Nhưng câu hắn trả lời khiến nàng lo sợ thật. Người cũng cởi quần áo A, à, đừng lo lắng. Tà Phong đáp, người muốn làm gì, bởi vì lo lắng, thanh âm nàng có chút thất thanh, hơn nữa còn rất mất bình tĩnh. Hai mắt, nhìn chăm chú lưng Tà Phong. Tà Phong thấy nàng quát lên, quay đầu lại, vẫn chưa nhớ ra là hắn chưa nói rõ chuyện muốn đổi quần áo cho nàng nhìn nàng hiểu lầm một lúc hắn đột nhiên cảm thấy máu dồn lên mặt mặt đỏ bừng rõ ràng là vãn thanh hiểu sai không biết nói gì hắn vẫn cảm thấy e lệ không thôi xèo xèo mô mô nói cái kia cái kia ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ ta chỉ muốn đổi y phục với ngươi thôi thì ra là thế vãn thanh nghe xong lời của hắn gật đầu tại sao không nói sớm chút nói xong trên mặt của nàng cũng đỏ lên đều do hắn không nói rõ ràng hại nàng hiểu lầm. Ta làm sao biết ngươi lại nghĩ đến chuyện đó? Hắn nói, thanh âm lúc này mới trở về bình thường. Ngươi nói mập mờ như vậy, oan chỗ nào chứ? Vãn thanh cười một tiếng. Vừa nói gian tà phong vừa cởi áo khoác ngoài, đưa cho vãn thanh. mươi 43, vừa thấy Lư Sơn chân diện mục. Thất thân làm thiếp. Trước mắt vãn thanh là một thân cầm y, một nam tử phong tư sức sức, nàng cảm thấy cả kinh không ít người trước mắt không phải ai khác đúng là đương nhiệm minh chủ võ lâm mộ dung kiềm hóa ra hắn chính là ân nhân của tà phong a nhưng không nghĩ ra hắn lại sai tà phong bắt nàng hắn làm vậy với mục đích gì chứ nhưng nàng biết nếu có thể nói không cần hỏi hắn cũng tự động nói đã không chịu nói có hỏi cũng không ra cho nên nàng một mực duy trì trạng thái trầm mặc tỉnh táo nhìn hắn mộ dung kiềm cười một tiếng chắp tay thi lễ khiến Phượng Thiếu Phu Nhân phải chịu ủy khuất, đã mạo phạm Thiếu Phu Nhân nhiều, hy vọng được tha thứ, Phượng Thiếu Phu Nhân mời ngồi. Nói xong quay ra nha hoàn đằng sau nói, không nhìn thấy khách quý tới sao. Còn không mau dâng trà ngon. Vãn thanh mặc dù trời xanh tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng không phải loại người dễ bị khi dễ, vốn đã không thích mộ dung kiềm, cảm giác hắn vô cùng giả dối. Hết lần này tới lần khác hắn còn tìm cách bắt cóc nàng, còn nói những lời thừa thải đấy, nàng nghe càng không thoải mái, kết quả là cười nhạt. Cười ôn nhu một cái, lạnh lùng phun ra một câu nói, mộ dung minh chủ lời này nói không đúng lắm, một người bị bắt cóc, chỉ có thể coi là tù nhân, sao lại nói là khách quý chứ? Trà ngon vãn thanh cũng không dám nhận, còn mộ dung minh chủ nói tha thứ, vãn thanh càng là không dám tha thứ, đã như thế này, tha thứ với không tha thứ có gì khác biệt chứ? Huống hồ ngài còn là minh chủ võ lâm. Ngụ ý, nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn, chỉ sợ rằng hắn minh chủ võ lâm, võ công cao cường, một trường có thể lấy mạng nàng dễ dàng. Trong lúc nói, nàng một mực duy trì nụ cười lãnh đạm lười biếng, không thể hiện chút cảm xúc nào, giống như đang nói chuyện không liên quan tới mình. Mộ dung kiềm lộ ra nụ cười tán thưởng người thông minh luôn khiến người khác thích thú, huống chi đây lại là một nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp. Hắn cười một tiếng, ha ha, xem ra, phượng thiếu phu nhân không tha thứ tội lỗi của ta. Bất quá, Phượng Thiếu Phu Nhân yên tâm, mộ dung quyết không có ý tứ gì khác, chỉ muốn mời Phu Nhân tới chơi mấy này, tất cả đãi ngộ sẽ như thượng khách. Nhất định khiến Phượng Thiếu Phu Nhân cảm giác thoải mái như ở nhà. Thoải mái như ở nhà, vãn thanh nghe xong cười khẽ, một người bị bắt cóc, dù có được đối đãi tốt đến đâu, cũng cảm thấy thấp thỏm bất an, trong lòng đã bất an, làm sao có thể cảm thấy thoải mái đây. Vãn thanh nói đến vậy, mộ dung kiềm vẫn không có chút hồ thẹn nào, trái lại tà phong lại không mặt dày thế, hắn đứng ở một bên, sắc mặt thập vô cùng xấu, nhưng không biết làm như thế nào cho phải. Nghe vãn thanh nói, hắn biết nàng nhất định là hận chết hắn. Vì vậy vội vàng nói, người đừng lo về vấn đề an nguy, ta sẽ một mực ở bên người, sẽ không để cho ngươi có việc. Lời này vừa nói ra, khiến mộ dung kiềm giật mình, hắn là hạng thông minh người, chỉ cần lời này, liền nghe ra sự ám muội Tà Phong chưa bao giờ là người ăn nói tùy tiện, cũng chưa bao giờ để nữ tử trong mắt, trước kia Mộ Dung Kiềm đã giới thiệu cho Tà Phong rất nhiều nữ tử, Mỹ Lệ, Ôn Nhu, Nhàn Tuệ, Thông Minh, Tà Phong không thèm liếc mắt một cái. Không ngờ, chỉ ở chung với Vãn Thanh mấy ngày, lại nảy sinh tình cảm với nàng. Nhưng Mộ Dung Kiềm không hề lộ ra chút ý tứ nào, chỉ cười thật nhã nhặn, "Tà Phong, người nói lời này là có ý gì? Vi huynh là người như nào chẳng lẽ ngươi còn không hay?" mộ dung đại ca ta không có ý tứ này tà phong nghe được mộ dung kiềm nói thế vì vậy trịnh trọng trả lời mộ dung kiềm nghe xong vỗ vỗ vai tà phong tốt lắm tốt lắm đại ca chỉ đùa một chút mà thôi đại ca biết ngươi không có ý tứ này dễ dàng nhận ra tà phong rất kính trọng mộ dung kiềm nhưng vãn thanh lại nghĩ là mộ dung kiềm đang lừa tà phong nhưng tà phong chúng độc rất sâu đối với mộ dung kiềm vô cùng sùng bái hơn nữa nghe nói, mộ dung kiềm từng cứu tà phong một mạng, nhân cách tà phong, thẳng thắn mà lỗi lạc, đối với ân nhân cứu mạng, hắn tin tưởng vô điều kiện không có gì lạ. Lúc này nha hoàn đã mang trà tới, vãn thanh ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, mở ra chén lục thúy hoa lan, chỉ cảm thấy một mùi thơm sông vào mũi, là bích loa xuân, nước xanh biếc, chén trà men trắng nõn, vô cùng đẹp mắt, làm cho lòng người thích thú. Vừa nhấp một ngủm, vị ngọt thấm đến ít hầu, đúng là trà ngon, xem ra mộ dung kiềm làm người không được tốt lắm, nhưng đồ dùng trong nhà không tệ chút nào. Trà tốt, người pha trà cũng tốt, không muốn lại nghe hắn ở một bên giả tình giả nghĩa, vì vậy nàng ngắt lời nói. Nghe nàng khen ngợi, mộ dung kiềm cũng cầm lấy chén trà, uống một hớp, nhắm mắt lại, trở về chỗ cũ hồi lâu sau mới mở mắt, Nguyệt Nhi, người ra đây đi. Vãn thanh giật mình, Nguyệt Nhi, là Nguyệt Nhi mà Phượng cô từng nhắc đến sao? chợt thấy ngoài cửa một phân y nữ từ thức tha đi vào, hào quang tỏa ra, đúng là vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy hổ thẹn. Làn da trắng nõn nà như bạch ngọc, làn mi dài cùng đôi mắt long lanh như hồ thu, nhìn ai có thể khiến kẻ đấy mềm nhũn nửa người, mũi đẹp như điêu, môi đỏ tươi, giờ phút này đang cười mỉm, vô cùng mị hoặc. Một thân hồng nhạt trường xa bay nhẹ nhàng, tôn lên vóc người cao giáo cân đối, thước tha mềm mại như tiên dáng trần. Vãn Thanh thật sự muốn cảm thán ông trời bất công, trên đời lại có nữ tử đẹp đến vậy, thêm một chút là béo, bớt một chút thành gầy, ba phần nhu mì, ba phần linh khí, ba phần mị hoặc, làm cho người ta ngắm mãi không chán. Tướng công vị giác thật tốt ha, như vậy cũng biết là Nguyệt Nhi, thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà giòn như ngọc rơi trên mâm vàng, vô cùng dễ nghe. Nói xong quay sang Vãn Thanh đang sợ đến ngây người, cười một tiếng, vị, này nói vậy nhất định là tài nữ vân quốc thượng quan cô nương. Vãn thanh đã gả cho phượng cô làm thiếp, mà Nguyệt Nhi, không gọi nàng là phượng thiếu phu nhân, lại trực tiếp gọi tài nữ thượng quan cô nương, lời này có lẽ người khác nghe không ra, nhưng vãn thanh nghe ra, mộ dung phu nhân không muốn công nhận nàng là phượng phu nhân. Có hay không cơ chứ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 44, Ngụy Quân Tử. Thất thân làm thiếp, vị cô nương này là vãn thanh cố tình không biết hỏi ánh mắt một mảng lạnh nhạt nhìn không ra hỉ nộ bình tĩnh đứng ở một bên tuy chu nguyệt nhi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nàng đứng lạnh lùng như thế từ phía xa nhìn qua hết lần này đến lần khác khiến người ta có cảm giác xem nhẹ đi không biết ai là người có mị lực hơn a à? mộ dung kiềm đang muốn giới thiệu thì tà phong nhanh miệng mặt mũi tươi cười nói thật đẹp phải không đây là mô dung phu nhân chị dâu ta chu nguyệt nhi nhìn bộ dạng vui vẻ của tà phong, vãn thanh có chút không bằng lòng, không thể lạnh lùng quá mức liền nhẹ nhàng nói, nhìn dáng người đi huyền truyền đủ biết là sắc đẹp khuynh thành thế nào rồi. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành với anh hùng, thật đẹp đôi. Thượng quan cô nương quá khen, chu Nguyệt Nhi ôn nhu nói. Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt mộ dung kiềm có điểm không tốt, mắt vãn thanh chú ý tới hắn, tay của hắn hốt nhiên cầm lấy tay chu Nguyệt Nhi. Nói nắm lấy xem chừng còn nhẹ nhàng, có lẽ phải là bóc chặt lấy tay mới thích hợp a. À? Bởi vì nàng vừa nhìn thấy mặt Chu Nguyệt Nhi khẽ nhăn lên, dù chỉ là chợt lóe qua nhưng cũng đủ khiến nàng chú ý. Tại sao lại vô lễ như thế, người ta đã lấy chồng, phải ứng tôn xương vi phượng thiếu phu nhân, nhược bằng không, phượng thiếu ra nghe được sẽ không bằng lòng đâu. Mộ dung kiềm mỉm cười ôn hòa nói, chính là trời mới biết, hắn nghĩ gì. Vãn thanh trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng nàng cũng không có nói chen vào, chuyện của vợ chồng nhà người ta, nàng không để ý. Phượng thiếu phu nhân, là Nguyệt Nhi thất lễ, mong rằng không trách. Chu Nguyệt Nhi lên tiếng nói, vẻ mặt tỏ ra vui vẻ, nhu mì nói nhưng rất giả tao. Nhìn qua, cũng có vài phần e lệ. Không thể nghi ngờ, mỹ nhân, mặc kệ là thế nào cũng vẫn xinh đẹp. Khó trách Phượng cô đối với nàng ta xin niệm không quên, người như vậy, cười một tiếng khiến cho tâm hồn mọi người đều si mê, một câu nói thôi cũng đủ khiến người khác mê mẩn nàng là nam nhi sợ rằng cũng khó qua được ải mỹ nhân này vãn thanh mặc dù không phải người trong giang hồ nhưng cũng biết người trong giang hồ không có câu nệ tiểu tiết mộ dung minh chủ không cần quá mức câu nệ tiểu tiết kỳ thật gọi là thượng quan cô nương cũng tốt phượng thiếu phu nhân cũng được chẳng qua là một cái hư danh thôi không nên so đo nếu so đo thì xem ra là nhiều chuyện rồi nàng không phải vì chu nguyệt nhi mà nói những lời này bất quá, nàng thật sự nghĩ như vậy. Kỳ thật, người khác gọi nàng là thượng quan cô nương, nàng nghe lại cảm thấy thoải mái, còn nếu kêu nàng là phượng thiếu phu nhân, nàng nghe có cảm giác không đúng thực mà như thấy ý thập phần châm trọng. Hơn nữa, nàng không quen nhìn bộ giảng cứ giả tạo của mộ dung kiềm. Không nghĩ rằng phượng thiếu phu nhân lại suy nghĩ sâu sắc đế thế. Mộ dung kiềm nở nụ cười, vẫn vui vẻ như trước. Tà Phong không hiểu được tâm tư vãn thanh, vừa nghe mộ dung ca ngợi vãn thanh liền hưng phấn nói thanh nhi vốn là người tính tình độ lương ạ à? thì thật chỉ là một chút tiểu tiết cần gì phải câu nệ ta không quen nhìn những lễ tiết do con người đặt ra này thật phiền phức quá đi cứ như ta muốn nói gì liền nói cái đó muốn làm gì thì làm cái đó không việc gì phải quan tâm kẻ khác bản thân thoải mái là được tà phong sao người dám vô lễ không câu nệ tiểu tiết ư sao dám gọi thẳng khuê danh của nữ tử mộ dung kiềm quát tà phong sắc mặt nghiêm lại thoạt nhìn mấy người cả kinh tà phong tựa hồ không ngờ tới mộ dung kiềm sẽ có phản ứng này nhất thời kinh ngạc nhìn về phía hắn kỳ thật trong lòng hắn biết gọi như thế là bất hảo chỉ là nhất thời đắc ý nói không để tâm hơn nữa những người ở đây hắn đều cho rằng thân cận cho nên không có ngẫm nghĩ sâu xa bị mộ dung kiềm nói thế hắn cảm giác là không tốt lắm vì vậy cúi đầu nhận lầm đại ca ta sẽ ghi nhớ Vãn thanh mắt lạnh nhìn hết thầy sự việc này. Nàng biết Tà Phong mặc dù đệ nhất thần trộm nhưng dù sao cũng là người chính trực, vô tâm vô tính. Chu Nguyệt Nhi ôn nhu cười hòa hoãn. Hảo a, à, hảo a. À. Phu quân không cần phải nghiêm cẩn như thế. Tà Phong cùng phượng thiếu phu nhân lăn lộn, vất vả khổ cực cùng nhau. Chúng ta chỉ bằng mời họ nghỉ ngơi, tắm gội rồi nói sau. Ân, Mộ Dung Kiềm đáp trên mặt lửa giận vẫn chưa dứt chu nguyệt nhi mềm mại đưa tay ôm lấy tay hắn phu quân chớ tức giận đại gia đoàn tụ phải vui vẻ chứ sao mặt lại lãnh nghiêm như thế mộ dung kiềm nghe xong sắc mặt có phần biến chuyển quay sang tà phong tận tình khuyên bảo nói không phải đại ca muốn trách gì ngươi chỉ là do ngươi xưng hô như thế đây là trước mặt huynh nhược bằng người khác nghe thấy sợ rằng ảnh hưởng tới danh tiếng của phượng thiếu phu nhân việc gì cũng phải có trước có sau hắn vừa đi vừa nói nếu không biết rõ sự giả tạo của hắn vãn thanh nhất định đã tin người này nhất định là chính nhân quân tử những điều hắn nói dễ làm người khác nhầm lẫn khó trách tà phong lại sùng bái tin hắn chỉ sợ trước mặt tà phong hắn lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo như thế đại ca nói phải sau này ta sẽ chú ý hơn tà pô hồng cũng cảm kích nói nói ra như vậy vãn thanh cũng không tiện nói thêm cũng chẳng gây thêm khó dễ dù sao danh phận kia của nàng cũng chỉ là ngụy trang thôi. Vì vậy, nàng lãnh đạm cười nói, đa tạ mộ dung minh chủ chu đáo an bài, vãn thanh ở chỗ này cũng không tệ. Nàng nói không lộ ra nửa phần bất ổn. Phượng thiếu phu nhân không cần đa lễ, mộ dung kiềm khách khi nói, tay hướng về phía nàng. Không biết vì sao, rõ ràng biết hắn sẽ không đụng tới nàng, nhưng nàng có cảm giác bất an trong người, cố gắng né tránh. Đây là một loại ác cảm không rõ nguyên nhân chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Chu Nguyệt Nhi kéo tay nàng, Phượng Thiếu Phu Nhân, ta đưa người tới Tây Viện nghỉ ngơi, sẽ tắm gội trước rồi trở lại dùng cơm ha. Mặc dù không thích nơi này cùng với cả người nơi này nhưng vừa nghe qua được tắm gội, vãn thanh trong lòng cảm thấy thích thú, bởi vì mấy ngày qua nàng căn bản chưa có tắm gội. Vừa nghĩ tới dòng nước ấm lướt qua trên người nàng vô cùng hưng phấn. Chỉ ước gì có thể lập tức nhảy ào xuống nước, thoải mái tẩy đi bụi bặm mệt mỏi chương 45, tắm chung bị khuy. Thất thân làm thiếp, tuy không thích người nơi này nhưng đối với vật nơi này, vãn thanh vô cùng thích. Nàng đắm chìm trong nước ấm và hương thơm của hoa, thể xác và tinh thần vô cùng thỏa mãn. Nàng mặc dù không phải là người đòi hỏi, nhưng mấy người qua không có tắm qua, toàn thân dính dày bụi bặm, vô cùng khó chịu. Buổi tối khi ngủ càng cảm giác không được khỏe. Mộ Dung Kiềm làm đúng như lời hắn nói, thết đãi khách quý, mời nàng nghỉ tại phòng lớn nhất tây xương phòng, bên trong phòng vô cùng sang trọng. Vật phẩm bày biện mặc dù không quý được bằng phượng vũ cửu thiên nhưng tất cả cũng là vật quý. Nếu không có khách quý, chỗ này chẳng phải để không ư. Tay nàng lướt qua mặt nước, kích động vỗ nước. Nàng nhắm mắt lại, buông lòng thể xác và tinh thân, bản thân tận hưởng cảm giác thoải mái do nước mang lại. Nếu lúc này song nhi ở bên nàng thì tốt, giúp nàng xoa bóp sẽ đỡ mệt mỏi biết bao đột nhiên nhớ quá. mắt bỗng dưng đó, cuối cùng không chịu được cảm giác ủy khuất, nàng có thể kiên cường bao nhiêu, nhưng cũng không kìm nổi nước mắt trong những lúc thế này. Nàng từng nói không phải chuyện gì cũng tốt cả, nhưng nàng bị người ta chế hãm, lại còn vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó mà bị bắt cóc. Một khuê nữ, không được che chở, trong lòng có một cảm giác bối rối không lời giải đáp. Nàng mải suy nghĩ, mắt khép hờ, đột nhiên trước mắt hiện lên một vầng sáng ngời, nàng bị dọa cho hoàng sợ, vội mở mắt. Trông thấy người cửa một nam nhân một thân áo xám, vẻ mặt rõ ràng là xấu hổ, là kinh hãi, đủ loại cảm xúc, vãn thanh nhìn không rõ lắm. Bởi vì ánh sáng mặt trời phản chiếu lên hắn, mà hắn rốt cục cũng a à, một tiếng, sau đó đóng chặt cửa lại. Tất cả chuyện này phát sinh trong nhá mắt làm cho lòng người dối bời. Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ thanh thúy dễ nghe, ây ra, tà phong, ngươi. Ngươi như thế nào lại vội vã vậy? Ta chưa nói hết ra, vãn thanh cô nương còn đang tắm a. À. Ngươi, ngươi, không phải phá tan danh dự người ta sao? Thành âm kia mang theo vài phần là lướt, giả bộ thất kinh cự oang oang nói. Liền đó nghe được tà phong xèo xèo ngô ngô nói không ra lời ta. Ta, ta, vãn thanh trong lòng cười lạnh. Thì ra thế, nàng trong lòng còn có điểm không hiểu sao tà phong biết nàng ở tại gian này ở tây xương phòng trùng hợp lại còn xông vào thế sao? Nguyên đều do Trung Nguyệt Nhi tác quái, rốt cục là muốn gì chứ? Nàng cùng nàng ta không oán không thù, há tại sao muốn hại nàng như thế? Xem ra, mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Chỉ là không biết, Phượng Cô đến bao giờ thì xuất hiện đây. Hôm nay, ngày mai, hay ngày kia, nhất định là sẽ không lâu, bởi hắn chắc sẽ nghĩ tới Trung Nguyệt Nhi ư khó trách tại sao nàng hai lần bị bắt mà thị vệ không phát hiện ra. Phượng cô chẳng lẽ cũng không phát hiện ra ư, hắn chẳng phải loại người tầm thường như thế. Khó trách tại sao hắn lại không cho thẩm tra tên bịt mặt. Bất quá hắn đang chờ lấy cơ này để tới gặp Chu Nguyệt Nhi mà thôi, mà nàng không may trở thành bàn đạp cho bọn họ gặp mặt. Nàng thật sự muốn trông thấy lúc bọn họ gặp mặt sẽ như thế nào. Xem ra, Chu Nguyệt Nhi đối với Phượng cô không phải là không có tình cảm như người ta vẫn đồn, nếu không có cảm tình nói, nhất định sẽ không làm chuyện thất đức đó. Đưa tay với quần áo mà bọn họ chuẩn bị cho mình nàng nhanh chóng mặc vào, vẻ mặt đảm thiếu tự nhiên mở cửa ra. Thấy tà phong vẻ mặt hối hận khổ sở nhìn nàng. Chu Nguyệt Nhi vẻ mặt có vẻ lo lắng, phượng thiếu phu nhân. Tà phong hắn, hắn không có cố ý, trách là ta đã chưa nói rõ ràng hại hắn vội chạy tới, người. Chớ nên trách tà phong, muốn trách hãy trách ta. Nói xong bộ giảng vẫn đáng yêu như thường. Chỉ là vãn thanh rõ ràng đã thấy trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên một lóe đắc ý. Nàng cũng không hoảng hốt, không giận dữ mà tự nhiên cười ôn nhàn, lãnh đạm nói, mô dung nói những lời này thật lạ a Vừa rồi cũng không có phát sinh chuyện gì a à. Không có chuyện gì sao, Chu Nguyệt Nhi nghi ngờ lời vừa nói của vãn thanh, nhất thời ngây người, nhãn mị chăm chú nhìn nàng. Đúng vậy, tà phong đi vào lúc ta đã thay đồ xong xuôi nàng cố ý nói ngập ngừng rồi như nhớ ra chuyện gì đó kinh ngạc nói a à, không lẽ mộ dung phu nhân cho là là tà phong mở cửa lúc ta đang tâm ư a à, chả lẽ không đúng chu nguyệt nhi nghe nàng nói có ve nghi hoặc chỉ bàn tay trắng nõn vào cửa tà phong cũng mở to mắt đầy khó hiểu nhìn nàng vãn thanh trấn tĩnh cười một tiếng nếu thật sự là tà phong nhìn thấy ta giờ này chỉ sợ sớm đã xấu hổ mà chết sao có thể đứng ở đây nữa nói xong thần nhiên nhìn qua bọn họ nàng nhìn tà phong như ra hiệu tà phong cười ngây thơ nói đúng vậy đáng yêu quá đi chẳng phải lúc đó ngươi xấu hổ lắm sao chu nguyệt nhi nhất thời giật mình không kịp ngẫm nghĩ nghĩ ra lời vãn thanh nói không đơn giản thế liền nhu cười hỏi lúc ta vào nàng mặc dù đã mặc y phục rồi nhưng mái tóc chưa trải xong sợi tóc vẫn dối ta chưa gặp qua nữ tử nào thế nhất thời cảm giác xấu hổ vô cùng Tả Phong suy nghĩ một chút liền nói ra, mặc dù hơi kỳ lạ nhưng cũng coi như hợp tình lý. Nguyên là như thế a, à, Chu Nguyệt Nhi có điểm tình táo lại, lại cười mỹ lệ nói, như thế thì tốt, hại ta lo lắng. Thế này thì yên tâm rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 46, hào một hồi bữa tiệc. Thất thân làm thiếp, đột nhiên vãn thanh cảm thấy rất hoài nghi, nữ tử như vậy, có gì tốt khiến Phượng cô phải ngày nhớ đêm thương dù cho đã làm vợ kẻ khác. Chẳng lẽ chỉ bởi vì vẻ đẹp của nàng, không lẽ Phượng cô lại là loại người trần mắt thịt đến mức chỉ biết vẻ ngoài thôi sao? Qua chuyện này đã chứng minh cảm giác của Vãn Thanh đúng, đàn bà mặt càng đẹp tâm địa càng xấu xa, giống lời mẹ anh Trương Vô Kỵ nói trước khi lâm chung ghê, bề ngoài ôn nhu như nước, mỹ lệ xuất trần như không thấy khói lửa nhân gian, yên hỏa nhân gian, cảm giác như tiên tử trên trời, có ai ngờ tâm địa lại độc ác như vậy. Vãn Thanh Thầm cảm thấy may mắn vì đã phản ứng kịp thời. Bằng không, một khi chuyện này xảy ra như ý Nguyệt Nhi, chỉ sợ nàng chết cũng không bền hết tội. Còn người Phượng Cô, nếu như Tiểu Thiếp của hắn bị hủy đi trong sạch, chỉ sợ nàng cùng Tà Phong không thể nhìn thấy mặt trời lặn ngày mai. Hoàn toàn không phải bởi vì hắn thích nàng, mà là do hắn là kẻ rất coi trọng danh dự bản thân, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Tiểu Thiếp làm hắn bị mất danh dự? Nhưng thật ra nàng cũng không nói dối. Kỳ thật, mặc dù lúc Tà Phong mở cửa, nàng đúng thật là đang tắm, nhưng toàn thân nàng đang ngâm trong nước, mà mặt nước lại thả đầy cánh hoa, căn bản là không thể nhìn thấy thân thể nàng. Nhưng mà nàng biết, càng giải thích thì càng mang tiếng, không bằng trực tiếp gạt qua như không có gì, chuyện này cũng chỉ có nàng cùng Tà Phong biết, nếu cả hai không nói, có ai biết nữa. Lúc nàng đi vào, người khác đã đến đông đủ, thấy nàng đi vào, đều tươi cười chào đón. Nhưng có mấy nụ cười là chân tâm thật ý, thật là không thể biết được. Mặc dù chán ghét những khuôn mặt này, nhưng tục ngữ nói không đánh người đang cười, chắc ý không được đối xử thô lỗ với người đang thân thiện với mình. Người khác tươi cười, nàng nếu là không cười lại, sẽ khiến bản thân mang tiếng không phóng khoáng. Vì vậy khóe miệng khẽ nhếch, như một vầng trăng non, khiến các vị đợi lâu. Vừa mới gội đầu, tóc rối không tiện gặp mọi người, vì vậy phải chờ tóc khô mới dám ra bắt mọi người chờ lâu như vậy, mong được thứ lỗi. Bởi vì vội chạy ra, nàng phát hiện chưa kịp lau khô tóc, nhưng vô phương vãn thành kế, nàng chỉ lấy khăn lau sơ sơ rồi từ từ đi ra. Phượng thiếu phu nhân không cần phải khách khí, chắc ai cũng đói bụng, mau mau ngồi xuống ăn đi. Mộ dung kiềm ôn nhu cười với nàng. Tà Phong cũng cười phụ hỏa, đúng vậy, nhanh lại ăn đi. Người không phải nói muốn ăn vịt nấu rượu sao? ta vừa mới cố ý yêu cầu đầu bếp làm món đó, mùi vị rất ngon. Chu Nguyệt Nhi lên tiếng, Phượng Thiếu Phu Nhân mau tới đây tới chỗ này ngồi đi. Ngón tay chỉ sang chỗ bên cạnh. Mặc dù không thích Chu Nguyệt Nhi, nhưng Vãn Thanh vẫn phải ngồi cạnh Nguyệt Nhi, bởi vì nếu như không ngồi cạnh Nguyệt Nhi, thì phải ngồi cạnh mộ dung kiềm. Nàng thà ngồi cạnh Chu Nguyệt Nhi chứ quyết không ngồi cạnh mộ dung kiềm. Mộ dung kiềm, trừ, ra dối trá, dễ dàng nhìn ra hắn là kẻ vô cùng âm hiểm ngồi xuống, liền thấy Chu Nguyệt Nhi ôn nhu địa gắp một miếng vịt nấu rượu cho nàng, rất ra vẻ hiếu khách. Phượng thiếu phu nhân nhanh ăn đi, thanh âm mềm mại mà thanh thuy muốn say lòng người. Vãn thanh nhìn về phía Nguyệt Nhi, cũng cười một tiếng, nhẹ nhàng cắn một cái, nước thịt ứa ra, chảy vào ít hầu, trong veo mà ngọt, mùi vị đúng là vô cùng ngon, mũi trần ngập mùi rượu, túy nhập tâm phi. Món say rượu áp này thật đúng là quá ngon, nàng ngẩng đầu cười, mùi vị kia, Quả nhiên là rất ngon, thịt mềm nước ngọt mùi rượu chế biến rất tốt. Tà Phong vừa nghe cũng đưa một miếng lên cắn, sau đó liền gật đầu khen, đúng là quá ngon à. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút đi. Chu Nguyệt Nhi mềm mại đáng yêu nói, thanh âm tà mị. Mộ Dung Kiềm nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, hắn phát hiện nữ tử này trời xanh có một loại mị lực khiến người ta cảm thấy thân thiết, mặc dù không quá đẹp, nhưng lại giống như một bức tranh thủy mặc, ý nhị vô song. Nàng ngồi cạnh nguyệt nhi tuyệt thế giai nhân, nhưng không hề mờ nhạt, mà lại có một hào quang riêng. Hơn nữa, trí thông minh của nàng khiến hắn vô cùng thích thú. Thật ra chuyện xảy ra ở Tây Sương phòng, hắn rất rõ ràng, bởi vì lúc Tà Phong mở cửa, hắn đang đứng ở gần đó, trong Bắc viện lầu, mặc dù cách một đoạn, nhưng hắn vẫn thấy trong phòng vãn thanh tràn ngập hơi nước. Mà nàng lại có thể thay đổi càn khôn, biến đen thành trắng, không thể không bội phục nàng. Nếu lúc ấy là một nữ tử khác, chỉ sợ là cô ta chỉ biết hoảng sợ, lo lắng bối rối, không thể bình tĩnh xoay chuyển cục diện. Chu Nguyệt Nhi vừa ngừng đầu, thấy đến mộ dung kiềm chìn chăm chú thượng quan vãn thanh, trên mặt chợt lóe lên một tia tức giận, rồi sau đó hồi phục vẻ mặt nhàn tuệ, gắp một miếng thịt vào bát mộ dung kiềm, ôn nhu nói, phu quân nếm thử. Ân, mộ dung kiềm ôn nhu cười một tiếng, tiếp tục ăn. Như muốn chứng tỏ vợ chồng bọn rất nùng tình mật ý vãn thanh cũng cười một tiếng tự ăn nàng cũng nhận ra ánh mắt của mộ dung kiềm nhưng nàng quyết không để ý đến hắn nàng biết nữ nhân ghen tuông rất đáng sợ trung nguyệt nhi đối với nàng có nhiều bất mãn nếu khiến nguyệt nhi hiểu lầm nàng cùng mộ dung kiềm có chuyện khuất tất chắc chắn phiền phức đáng sợ dù sao đây cũng là địa bàn của người ta đã không có người giải cứu chỉ có tự bảo vệ mình để giành đường lui hơn nữa nàng đối với mộ dung kiềm hoàn toàn không có chút hào cảm phu quân người tại sao lại mời phượng thiếu phu nhân đến đây chu nguyệt nhi ôn nhu nhìn mộ dung kiềm hỏi mộ dung kiềm chỉ cười một tiếng không đáp hỏi ngược lại nguyệt nhi đoán xem vãn thanh cười nhát hóa ra nguyệt nhi cũng không biết nàng bị mộ dung kiềm bắt cóc không có lẽ nguyệt nhi biết chuyện bắt cóc nhưng lại không biết mục đích của mộ dung kiềm khi làm thế chuyện của phu quân nguyệt nhi không dám đoán bừa chu nguyệt nhi thẹn thùng nói có vẻ rất nhu tình đáng yêu. Một câu nói, cùng lúc ám chỉ mộ dung kiềm là người làm chuyện đại sự, cùng lúc lại ám chỉ bản thân sẽ không can thiệp chuyện của hắn. Đúng là một nữ tử thông minh khôn khéo. Ta chỉ là muốn tỉnh phượng thiếu gia đến đây thôi. Mộ dung kiềm dứt khoát trả lời. Chu Nguyệt Nhi nghe xong, chỉ cười một tiếng, như thể phượng cô và mình chưa từng có quan hệ đặc biệt, nếu không biết chuyện. Chắc Vãn Thanh cũng từng Nguyệt Nhi và Phượng cô không quen biết. Vãn thanh thấy thương cảm phượng cô, si tình như thế, ai ngờ đối phương lại là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. chương 47, Phượng cô đến. Thất thân làm thiếp. Tác giả, Nguyệt Sinh. Cuốn phản kháng. chương 47, Phượng cô đến. Dịch, cuốn nhi. Nguồn kunnsi.wordpress.com Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Chưa ăn được nửa bữa cơm, đã thấy ngoài cửa truyền đến tiếng ồn, nháy mắt thêm một cái, liền thấy phượng cô mặc một bộ trường bào màu đen, phong độ nhanh nhẹn đứng ở cửa. Trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần là một nụ cười lười biếng đùa cợt, môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười cao ngạo, dáng người to cao đẹp đẽ trong tấm trường bào bằng lụa dưới ánh trăng càng rực rỡ mê người, đẹp như một vị thần. Hắn khẽ mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng phun ra, không ngờ ta thì lo lắng vô cùng, ngươi thì ở chỗ này ăn ăn uống uống, ta thật là phí công lo nghĩ. Từ câu nói có vẻ bình thường đó, vãn thanh nghe ra lửa giận nhưng hắn thật sự phải nổi giận sao lúc này nàng ngồi ở đây không phải hắn cũng có phần đóng góp sao nếu không nhờ phúc của hắn nàng cần gì phải ngồi đây vãn thanh cũng không giận dù hắn có giận giờ phút này cũng không có sức chú ý đến nàng mặc dù hắn làm như thể đang nhìn nàng chăm chú nàng biết hắn nhìn nàng chỉ là cái cớ cái hắn muốn nhìn là người ngồi bên cạnh nàng ngồi cạnh nàng là người hắn thiên tư vạn nghĩ, ngày nhớ đêm thương. Chẳng qua là ca tính trời sinh kiêu ngạc không cho phép hắn nhìn thẳng vào người đấy mà thôi. Lườm rau gắp thịt nhiều lát đó Phượng Huynh. Nếu có thể, chỉ sợ ánh mắt của hắn đã sớm dán chặt vào Nguyệt Nhi. Nhìn hắn nôn nóng như thế, còn chẳng cho được đến ngày mai, nàng bị người ta bắt cóc chân trước, chân sau hắn đã đuổi sát sau lưng, thật sự là quá nhanh. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, ra có thể quan tâm thiếp thân như thế, là vinh hạnh của thiếp thân. Nhưng mà xem ra sự quan tâm này là thừa thải. Hắn nhếch đôi lông mày, nhàn tàn nói, ánh mắt cũng sắc lẻm như kiếm, nhìn chăm chú vãn thanh. Sự quan tâm của gia làm sao có thể trở thành thừa thải được? Thiếp thân cảm động đến mức không có từ ngữ để diễn tả. Nếu không phải nơi này đông người, thiếp thân chỉ sợ sớm đã hòa khóc vì cảm động. Vãn thanh chỉ nhàn nhạt mà tĩnh táo nói, trong mắt, trên mặt, nửa phần cảm động cũng không có bất đắc dĩ thế này, đành phải nói mấy câu khách sao thôi. Sao, thật đến mức thế sao? Phượng cô nghe xong liền hỏi, trên mặt rõ ràng là không tin, nhưng cũng không làm khó dễ nàng thêm nữa. Đúng là như thế, vãn thanh quyến rũ cười một tiếng, khéo léo mà ôn hòa, không nói thêm gì, nàng cũng hắn có lẽ ở điểm này thì vô cùng giống nhau, vô cùng cao ngạo, trước mặt mộ dung kiềm, cả nàng và hắn đều không muốn mất mặt nhau. Ánh mắt phiêu hốt, giống như nhìn hắn, lại không phải nhìn hắn. Chỉ là hơi hơi có một tia đau thương xẹt qua khóe mắt. Phượng cô sau khi nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía mộ dung kiềm, mộ dung minh chủ, người bắt cóc tiểu thiếp của ta đến mộ dung sơn trang, là dụng ý gì? Mộ dung kiềm cũng cười một tiếng, như thể không nhìn ra phượng cô đang tức giận, chỉ vỗ vỗ tay, người đâu, mang thêm một cái ghế cho phượng thiếu ra nói xong mới quay sang nói với phượng cô phượng thiếu chủ không ngại ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện chứ phượng cô cũng ngồi xuống híp đôi mắt lại chăm chú nhìn mộ dung kiềm vẻ mặt không nhìn ra là đang giận hay không nói là bắt cóc thì khó nghe quá chẳng qua là thỉnh quý phu nhân tới đây nghỉ lại thôi phượng thiếu ra khó mời như vậy nếu không phải mời thiếu phu nhân tới trước làm sao phượng thiếu chủ lại chịu hạ cố đến đây mộ dung kiềm khéo léo nói hơn nữa cố ý làm như vô tính nâng cao thân phận của phượng cô điều này làm cho vãn thanh có điểm không giải thích được tên mộ dung kiềm thật sự đang toan tính mưu hèn kế bẩn gì mục đích của hắn chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn mời phượng cô tới nhà chỉ sợ là chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không phải phượng cô lạnh lùng cười một tiếng không biết tại sao mộ dung minh chủ lại nhiệt tình mời ta đến nhà không biết phượng mỗ đã gây nên chuyện gì nhiều năm không thấy Cánh khí của ngươi càng lúc càng bất hảo. Càng lúc càng hung ác nham hiểm. Mộ Dung Kiềm thở dài, tiếc hận nói. Phượng cô cũng lạnh lùng cười một tiếng. Mộ Dung Minh Chủ mời ta đến, chắc không phải vì muốn bình luận tính cách của ta chứ. Nếu thật là vậy, Mộ Dung Minh Chủ thật nhàn dỗi quá. Nghe giọng điệu này, nói vậy ban đầu Phượng cô cùng Mộ Dung Kiềm là hào bằng hữu Vì Chu Nguyệt Nhi mà trở mặt thành thù. Nhưng mà cho dù không có Chu Nguyệt Nhi con người mộ dung kiềm dối trá như thế, tiếp xúc càng ít càng tốt. Ai, chuyện năm đó, mộ dung kiềm trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra. Phượng cô bừng lửa giận, đưa tay đập bàn, quát to một tiếng, chuyện năm đó, không cần nhắc lại. Một tiếng quát thật như đất bằng dậy sóng, dọa người ta giật nảy cả mình, vãn thanh giật mình nhìn hắn, bao lâu chưa thấy hắn phẫn nộ như vậy, xem ra, chuyện năm đó với hắn là nỗi nhục nhã không thể quên. Vãn Thanh nhìn về phía người khởi sướng Chu Nguyệt Nhi, thấy trên mặt Nguyệt Nhi có chút khổ sở, xem ra cũng không phải là không chút cảm động, cũng nói lên, nàng đối với Phượng cô cũng không phải là hoàn toàn vô tình. Chỉ là không biết lúc ấy thật sự đã xảy ra chuyện gì. Cá tính tàn bạo của Phượng cô hoàn toàn là do Mộ Dung Kiềm. Mà nghe nói Phượng cô lúc trước không tàn bạo như vậy, không rõ vì sao lúc trước Nguyệt Nhi lại xá cô cầu Kiềm, bỏ Phượng cô chọn Mộ Dung Kiềm. Bất quá, chuyện tình cảm của ba người bọn họ, nàng không muốn biết, nàng duy trì trạng thái lạnh nhạt, né tránh tên bay đạn lạc. Nhiều năm như vậy, người vẫn không chịu tha thứ, mộ dung kiềm vừa nói cúi đầu. Xem ra bộ dạng vô cùng khổ sở. Chu Nguyệt Nhi dùng một đôi mắt to long lanh phủ một màn xương nhìn phượng cô, cũng không nói một lời, có vẻ rất nhiều tâm sự cùng nỗi khổ chưa nói. Vãn thanh nhìn ra, phượng cô đối với Chu Nguyệt Nhi, lộ vẻ thống khổ, còn có. Hận, nàng đột nhiên cực lực muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nàng không muốn dính líu vào ân oán tình thù của ba con người này. Đúng lúc đó, nàng nhận ra ánh mắt ẩn giấu nhiều suy nghĩ sâu xa của tạp Phong. Nhưng nàng không muốn suy nghĩ nữa, cái không khí này quá sức nặng nề, nàng là người ngoài cuộc, tại sao phải chịu áp lực của nó chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác lại phải chịu đựng nó. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 48, nhận 1 thất thân làm thiếp. Đi, Phượng cô đột nhiên quát một tiếng. Vãn thanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mới biết được là hắn gọi nàng. Đang muốn đứng lên, thanh âm kiều giòn mềm nhẹ của nữ tử xinh đẹp như tiên nữ vang lên, Phượng. Phượng ca, ở lại đây mấy ngày được không? Phượng cô nghe được thanh âm của Nguyệt Nhi, như xét đánh bên tai, thân thể như bị điểm huyệt, cứng đờ đứng đấy, không chút nhúc nhích. Bởi vì hắn quay lưng về phía vãn thanh, Vãn Thanh không thấy được mặt hắn, nhưng dễ dàng đoán được, vẻ mặt của hắn bây giờ nhất định là pha trộn của đau khổ, nhớ thương cùng Lưu Luyến. Chu Nguyệt Nhi thấy hắn không trả lời, vì vậy lại bồi thêm một câu, nhiều năm không gặp, lần này nếu thuận đường, huynh ở lại đây mấy ngày đi. Nhất thời bầu không khí như ngừng lại, tất cả mọi người lặng lặng chờ câu trả lời của Phượng cô. Không biết vì sao, Vãn Thanh nhất định biết, Phượng cô chắn chắn sẽ ở lại. Quả nhiên nàng đoán không sai, Phượng cô nhanh chóng đáp, được. Nàng cúi đầu, không dây dưa lâu với hắn. Không cần ngẩng đầu nhìn, Vãn Thanh cũng có thể tưởng tượng ra, Trung Nguyệt Nhi giờ phút này trong mắt đang lóe lên một tia đắc ý. Nàng vẫn như trước cười nhạt lơ đáng, cầm đũa gắp miếng thịt vịt, chăm chú thưởng thức mùi vị. Như thể những chuyện vừa xảy ra không chút liên quan đến nàng. Vốn dĩ chuyện nàng đi hay ở, tất cả đều là dựa vào một câu nói của người khác, nếu nhân ra quyết định để lại, nàng sẽ hào hảo mà lấp đầy bụng của mình. Tà Phong ngồi cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, nhất định là nghĩ không ra, vì sao vào lúc này, nàng có thể như thế lạnh nhạt bình tĩnh đối diện mọi chuyện. Đúng vậy, Tà Phong nhất định không rõ vì sao lòng giả vãn thanh lại rộng lượng vậy, có thể trơ mắt nhìn phượng cô liếc mắt đưa tình với người cũ có tí chém. Bất quá, hắn lại thấy vui vẻ, bởi vì, lòng giả vãn thanh rộng rãi phóng khoáng như vậy, hắn mới thích nàng, còn nữa, nàng không cần phượng cô, hắn càng cao hứng không thôi. Kỳ thật, trời mới biết, lòng giả vãn thanh không liên quan ở đây, chỉ là nàng biết, có bực tức cũng chả giải quyết được vấn đề gì, chỉ khiến bản thân ấm ức không vui, đã như vậy, chi bằng coi như chẳng có gì là xong. Nhân sinh khổ đoàn cuộc đời ngắn ngủi, không biết vui vẻ mà sống cũng thôi đi, tội gì phải đâm đầu vào phiền não. Phượng cô xoay người ngồi xuống, thấy vãn thanh hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng mơ hồ tức giận, mặc dù hắn không thích nàng, nhưng hắn là phu quân của nàng, nàng cần phải coi hắn là trời, lấy hắn làm trung tâm, vậy mà nàng dĩ nhiên coi như không có việc gì, rừng dương ngồi đó. Đi lấy cơm, hắn lạnh lùng nói, ta lấy cơm cho huynh, chu Nguyệt Nhi ôn nhu nói. Phượng cô lạnh lùng đáp, không cần ngươi đi, chuyện thấp hèn như vậy, chỉ có nàng mới xứng đáng làm. Nói xong chỉ vào vãn thanh. Biết là hắn cố ý làm khó dễ, dù không nói đi cùng hắn có nhiều thị nữ như vậy nhất định mộ dung sơn trang cũng không thiếu người lấy cơm nhưng lại dùng tới hai chữ thấp hèn rõ ràng muốn làm nhục nàng nàng dìm lửa giận trong lòng vì nàng biết giờ phút này không thể bực tức không thể phát hỏa con người phượng cô nếu chọc hắn nổi giận chỉ sợ sau nàng sẽ khó sống hít một hơi thật sâu đè cơn giận xuống từ từ nén đến cõi lòng sâu nhất rồi vãn thanh ngẩng đầu cười trong suốt bình thản đứng lên xoay người cầm bát trong tay nô tì đi lấy cơm vãn thanh bên này tuy không phát hỏa nhưng tà phong mùi bên kia thì tức muốn đầy cả bụng hắn nhìn thấy vãn thanh bị phượng cô khó dễ làm nhục như vậy chỉ hận không thể đánh phượng cô một trường vì vãn thanh giải nạn nhưng hắn chưa mất đi lý trí vẫn còn khả năng phân tích tình huống biết lúc này không thể hành động theo cảm tính dù sao cũng là việc nhà người ta hắn nhúng tay sẽ chỉ làm vãn thanh càng khó xử nhưng hắn không đè được cơn giận, nhìn vãn thanh chịu sự hành hạ của tên độc ác này, hắn liền cảm giác được trong lòng khó chịu không thôi. Đặt bát cơm trước mặt hắn, vãn thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ra nhanh ăn đi. Đồ ăn của mộ dung sơn trang rất ngon, sau này còn phải bôn ba vất vả nhiều, nên ăn nhiều một chút. Nói xong ngồi xuống cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn, như thế đó là chuyện rất bình thường, ngược lại những người chứng kiến thì cảm thấy không bình thường chút nào nàng khẽ cúi đầu nhìn một lượt, nhưng trong lòng cười tá ác, các ngươi muốn nhìn chuyện cười của ta, ta cho các ngươi nhìn đến chán thì thôi. Ngẩng đầu cười một tiếng, mọi người ăn đi, tại sao lại không ăn vậy, khiến cho ta cũng thấy hổ thẹn. Người nói như vậy rất không nên, tuy trước khi thành hôn phượng thiếu phu nhân gặp chuyện không may, nhưng không phải là nàng nguyện ý. Có cô gái nào muốn trước ngày thành thân bị, tốt xấu gì phượng thiếu phu nhân cũng xuất thân nhà quan, cũng là danh môn nữ tử, Tại sao ngươi lại dùng hai chữ thấp hèn?" Chu Nguyệt Nhi hơi giận nói với Phượng cô, ra vẻ chủ trì công đạo dùm vãn thanh. Xem ra, Nguyệt Nhi là một thiên lương nữ tử cơ đấy. Nhưng Vãn Thanh không phải người ngu, nàng đã làm cho mọi chuyện bình ổn, Nguyệt Nhi còn cố tình khơi lên, tựa hồ như sợ người khác không biết chuyện nàng bị cưỡng gian trước ngày xuất giá. Thế là bắn súng vào mặt hồ đang yên ả à à hát. Vừa mới khó khăn đè xuống sự tức giận, Chu Nguyệt Nhi lại muốn sới lên. Còn nói khó nghe như vậy, ra vẻ là muốn giúp nàng, thật ra là muốn nàng không thể toàn thấy bước ra khỏi mộ dung sơn trang. Cuối cùng đoạn thời gian khuất nhục trong lòng nàng trào ra. Trong nháy mắt, vẻ trong trẻo trong mắt nàng biến mất, đôi mắt biến lạnh, ngẩng đầu lên nói, không nhọc mộ dung phu nhân nói nhiều. Cái, này không có người đối chất, trắng hay đen không ai nói được, người khác đối đãi với thượng quan vãn thanh ta như thế nào, ta không quan tâm, chỉ cần chính mình biết bản thân không thấp hèn là được. Nàng nói xong, giống như chưa nguôi cơn giận, nói tiếp, không giống một số người, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, người như vậy, dù cho người xung quanh nói tốt thế nào, vĩnh viễn là đen như mực. Chợt phượng cô quát lớn, nói bừa, còn không hướng Nguyệt Nhi xin lỗi. Người ta có lòng nói tốt cho ngươi, ngươi lại tỏ thái độ như vậy. Vãn thanh không để ý tới, chỉ lạnh lùng nhìn qua gương mặt đang trưng ra vẻ mặt tốt đẹp của Nguyệt Nhi, lạnh lùng cười một tiếng. chương 49, nhận hai thất thân làm thiếp tác giả nguyệt sinh cuốn phản kháng chương 49, nhận 2, dịch cuốn nghi nguồn cây press wordpress com còn không mau nhận thấy vãn thanh tựa hồ không có chút cảm động trên mặt tựa hồ một khối băng lạnh phượng cô lớn tiếng giống giận vãn thanh xem chừng càng lãnh đạm hơn khóe miệng khẽ hướng chào phúng nhận tại sao ta lại phải nhận nàng ẩn nhẫn sự xử sự như thế cúi đầu chịu nhục nhưng tại sao lại còn đối xử như thế với nàng đầu ngẩng cao ánh mắt sắc bén còn không mau nhận vãn thanh ngang nhiên trước mặt mọi người không nghe lời của hắn đối với nguyệt nhi bất kính trọng kính cái đầu anh ý đêm cả tiết khiến phượng cô nổi trận lôi đình giơ tay lên bắt lấy cổ tay của nàng dùng lực vặn chặt bắt nàng phải nhận ta không vãn thanh kiên quyết nói tay bị hắn vặn chặt vô cùng đau đớn nhưng nàng cố cắn chặt môi lại nén cơn đau tràn đến. Nàng thượng quan vãn thanh, không có chuyện gì là nàng không thể nhẫn được. Trừ phi nàng không muốn nhẫn, bị người ta cường bạo nàng đều cố nén xuống, cắn răng nuốt xuống bụng, nhưng việc lần này. Nàng hận, hận nam tử có tên phượng cô này, quá tàn nhẫn vô tình. Kinh Phật dạy rằng, nhân quả đều có báo ứng, gặp nhau là do duyên phận. Nàng kiếp trước rốt cục là đã làm chuyện gì không phải với hắn, có nghiệp chướng vì sao mà kiếp này phải chịu sự lăng nhục như thế của hắn. Không sợ chết, hàm răng nghiến chặt của phượng cô nhà ra từng tiếng dữ dằn, trong tay dùng lực, dây lát mọi người đã nghe được tiếng rắc, tiếng xương tay bị gãy. Trong đêm lạnh lùng, tiếng gãy khô khốc vang dội lên. Phượng cô, tên tiểu nhân này, nàng là nữ tử, người tại sao lại tàn bạo như thế? Tà phong nguyên lai không muốn nhúng tay vào nhưng mắt thấy một màn như thế, hắn bật dây, gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt vẫn nộ đỏ ngầu. Mắt trừng trừng đỏ ngầu nhìn Phượng Cô. Trong tay cầm một con dao nhỏ hướng phía Phượng Cô. Dừng tay, vãn thanh hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán đoạn xương tay bị gãy rời ra vô cùng đau đớn nhưng trên mặt nàng một vẻ lạnh lùng chấn định, không có lộ ra nửa phần thần sắc thống khổ. Chu Nguyệt Nhi ngồi ở đằng bên, nhìn thấy tả phong động tay lo sợ đến mức cắn chặt môi đến trắng bệch. Tà Phong giật mình khi nàng quát, đau lòng nhìn về phía nàng, hắn đối với ngươi như thế, ngươi còn muốn nói chuyện với hắn sao? Ta không có hứa hẹn nói chuyện với hắn, chuyện này là của ta và hắn, ngươi không cần nhúng tay vào. Nàng nhàn nhạt nói, nàng biết Tà Phong không phải đối thủ của Phượng cô, Phượng cô võ công bí hiểm, tâm địa lại độc ác, nàng không muốn Tà Phong gặp bất cứ chuyện gì thương tổn. Hơn nữa, chuyện này chỉ bốn người thôi đã rắc rối rồi nếu thêm tà phong cũng bị lôi vào trong cuộc nữa hội mọi chuyện sẽ càng thêm loạn. Hướng qua tà phong nói xong, nàng nhìn về phía phượng cô, trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nở rộ như hoa, tái nhợt, vô lực, rồi lại mang một giọng đùa cợt cùng khiêu khích, hắn bất quá cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhiều nhất, hắn cũng chỉ có thể bẻ gãy thân ta mấy đầu khớp xương thôi, còn còn có thể thế nào nữa. Bằng không, muốn mạng của ta có lẽ cũng có thể. Bất quá thư hắn muốn không phải là những điều này, Điều hắn muốn chỉ sợ là không chiếm được Chẳng qua là một tiểu hài tử bình thường không được ăn kẹo thì cáu kỉnh thôi Thương cân động cốt gãy xương đứt gân bất quá 100 ngày là khỏi Có người hầu phục vụ, ăn uống không lo, điểm việc nhỏ ấy không sao cả Nàng nói xong bình thản, phảng phất chỉ như bị người ta vỗ nhẹ thoáng qua thôi Chính là ai cũng biết, một đòn như thế đối với nữ tử không biết võ công là vô cùng đau đớn Nghe xong những lời của nàng ban đầu trong lòng Phượng Cô có chút ấy nấy rồi bỗng nhiên bạo nộ lại. Chuyện Nguyệt Nhi vốn là điều khiến hắn cả ngày lẫn đêm tâm hồn đau đớn, Thượng quan Vãn Thanh lại dám nói những lời này, xem ra không thể nhịn được rồi. Tay hắn đảo qua, định động thù một lần nữa anh dám à? Ngay lập tức tà phong duỗi tay ra, chặn tay hắn lại, mặt phẫn nộ nói, ngươi không phải nam nhân. Phượng cô Phượng nhãn híp lại, chăm chú nhìn thẳng về tà phong, định đấu võ, mộ dung kiềm rốt cục mở miệng, hai người không nên làm tổn thương hòa khí. Phượng thiếu gia, phượng thiếu phu nhân đã bị thương không nhẹ, tuy nói rằng việc này là chuyện của nhà các người, chúng ta là người ngoài không nên can thiệp vào nhưng nếu còn đánh nữa nàng sẽ không chịu nổi. Mộ dung kiềm kỳ thật trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, không biết vì sao nhìn bộ dạng kiên định, tỉnh táo mà dũng cảm của thượng quan vãn thanh khiến hắn xúc động sâu đậm. Nữ tử hắn gặp qua không ít, chính là hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử như vậy, đến nước này mà vẫn quật cường, rõ ràng đau đớn tột cùng, nhưng cắn chặt răng nhất định không hô một tiếng bi ai. Hắn không khỏi nhìn nàng thêm một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tuôn đầy mồ hôi lạnh, môi cắn đến mức đã trắng bệch, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định tỉnh táo, kiên cường nhìn phượng cô, không hề lộ ra nửa phần thống khổ hay là cầu xin tha thứ. Trước hắn cùng đã từng ngộ nhận rằng nàng là một nữ tử cư xử cực kỳ lạnh nhạt, không có thể nghĩ tới lại có một sự cuột cường đến thế. Lửa giận trong lòng Phượng cô đang phừng phừng, nghe những lời đó của mộ dung kiềm lại như lửa đổ thêm dầu, càng thêm phần tức giận. Bạc môi lạnh lùng phun ra mấy chữ, biết là việc nhà của ta, không cần phải nhiều lời. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe được một thanh âm nhỏ nhẹ, mảnh mai, Phượng cô, đừng như vậy nữa, việc này có trách thì trách ta, là do ta nhiều chuyện, nói những việc không nên, không nên trách vãn thanh, nàng chịu không có được. Thanh âm nhu nhược đó vang lên khiến mọi người chấn động. Giọng nói xem Trừng Tiện Lương ôn nhu nhượng khiến Vãn Thanh lại càng cảm thấy đáng cười hơn. Chương 50, nàng nhưng lại thành ác phụ. Thất thân làm thiếp. Nghe Nguyệt Nhi nói, Phượng Cô Ngưng ngay động tác, thâm tình nhìn phía nàng, "Nguyệt Nhi, nàng ta tính tình ác phụ, không có lễ tiết, người cần gì phải vì nàng nói giúp, là nàng vô lễ với người trước, người cần gì phải tự trách mình, người tâm địa thiện lương, không thể để ngươi chịu ủy khuất được. Nguyệt Nhi luôn dịu dàng tiện lương như vậy khiến tình yêu trong tim hắn không ngừng dâng lên. Vãn Thanh nhìn bọn họ, trong lòng muốn cười nhưng không cười nổi. Đúng là, tình nhân nhãn lý xuất tây thi, dịch thơ, mắt tình nhìn thấy Tây thi, dịch nghĩa là trong mắt kẻ đang yêu thì người yêu của mình lúc nào cũng đẹp nhất tâm tính tiện lương, còn nàng thượng quan Vãn Thanh ngược lại không có lễ tiết, tính cách của ác phụ. Thật đúng là chuyện cười cho thiên hạ nàng ha hả cười lớn tiếng, cười đến đau ruột, cười đến mức nước mắt chảy tràn. Nàng thượng quan vãn thanh, cư nhiên bị người khác hạ nhục đến vậy. Vãn thanh, tà phong thấy vãn thanh như thế, lòng hắn giống như bị dao đâm từng nhát sâu hóm, toàn thân đau đớn vô lực. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà không làm gì được, nhìn tên vương bát đản phượng cô bẻ gãy tay nàng mà đành bó tay. Đơn giản vì nàng là thê thiếp của hắn nên hắn không có cách gì giúp đỡ được cho nàng nghĩ đến đây lòng hắn lại dâng lên sự yêu thương nàng hắn chỉ hận vì sao đã được gặp nàng nhưng lại không phải là người bên cạnh nàng mãi mãi nếu được như thế hắn nguyện sẽ cả đời làm cho nàng thành người hạnh phúc nhất thế gian hảo a à, hảo a à, anh này được chị em nhỉ tại sao nàng lại cố gắng kiên cường đến vậy nhìn nàng cắn chặt môi không lộ ra nửa phần thống khổ hắn vô lực cúi đầu xuống ta không sao nàng đột nhiên ngưng cười quay sang Tà Phong cảm kích nói, "Tâm, vào giờ khắc này, bắt đầu ngưng tụ thành băng." Mau mau truyền lục thần y đến, Phượng thiếu phun nhân bị gãy tay, e chừng sẽ bị phế. Mộ Dung Kiềm vội vàng nói, "Thật sự là khó hiểu quá đi, nếu là người khác, hắn có thể ngồi yên không để ý được. Nhưng nữ tử này, khiến hắn bội phục, nhượng hắn không tự chủ được muốn cứu nàng." Từ khi hắn chào đời tới nay, duy có một lần này thiện tâm, không có thở ơ lạnh nhạt. Phượng thiếu gia, tuy nói rằng đây là chuyện nhà các người, mộ dung không có tư cách hỏi đến, nhưng thân là người tập võ, chuyện như vậy, mộ dung không có thể không để ý tới được, quý phu nhân chỉ là một thiếu nữ tử mảnh mai, phượng thiếu gia đối đãi như thế, thật mất đi sự hiệp nghĩa chi phong. Hắn chính nghĩa đối đáp, hắn hành xử như thế khiến tà phong vô cùng cảm kích, cảm kích hắn giải vây vãn thanh. Hiệp nghĩa, phượng cô nghe được lời mộ dung kiềm nói. Lạnh lùng cười một tiếng, cái gì gọi là hiệp nghĩa? Bảo vi nghĩa, mộ dung kiềm, người dám nói những chữ này sao? Ta thật sự bội phục dũng khí của người đấy. Mộ dung kiềm vừa nghe, trên mặt mềm nhũn đi, nói nhỏ, năm đó chuyện ta với Nguyệt Nhi, thực sự xin lỗi ngươi, nhưng tình cảm, không thể do người khống chế được. Nguyệt Nhi xinh đẹp ngây thơ, chỉ cần là nam nhỉ, chắc chắn sẽ bị động tâm. Đừng nhắc đến chuyện tình cảm năm xưa đó. Phượng cô hốt nhiên quát lên một tiếng, trên mặt nổi đầy gân xanh. Phượng cô, ai ta không biết phải nói thế nào cho đúng chính là chuyện tình năm xưa ta cùng nguyệt nhi không có nghĩ ra được tình cảm của ngươi sâu đậm đến vậy hắn tha thiết nói mộ dung kiềm ngươi cho rằng ta vẫn là phượng cô của bốn năm trước sao ngươi tưởng rằng ta tin những lời dối trá này của ngươi sao phượng cô lạnh lùng cười một tiếng ngươi không cần trước mặt ta lại đóng kịch chuyện năm đó không cần ngươi phải nhắc lại phượng cô mộ dung kiềm tỏ vẻ bất đắc dĩ nói thoạt nhìn, rõ ràng sự việc có sự ủy khuất lớn. Phản phất chuyện năm xưa, hai người có quan hệ không bình thường. Bất quá, đến tuột cùng bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì không ai biết được. Vãn thanh cũng không muốn biết nữa. Phượng cô nói xong kích động, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng dương dương nước mắt nhu nhược của Nguyệt Nhi, trong lòng lửa giận như bị dập đi vài phần. Bối rối nói, Nguyệt Nhi. Phượng cô, đừng nói nữa, việc này, coi như là nguyệt nhi xin lỗi người cầu người không cần tài oán không cần tức giận trung nguyệt nhi ôn như nói nước mắt dương dương mang theo vài phần mông lung gợi cảm nhưng băng tuyết cũng phải tan ra bạc môi phượng cô khẽ nhếch lên phượng nhãn chăm chăm một mực nhìn nàng trong mắt là thống khổ bất đắc dĩ cùng thương tiếc nồng đậm trong đôi mắt đó dường như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thốt lên nổi chỉ có thể lưu thành một khối ngưng lại trong mắt phượng cô mặc kệ trước như thế nào Nguyệt Nhi xin lỗi người, nhưng vãn thanh tay đã bị gãy như thế, cần lập tức trị liệu, nếu không tương lai sẽ khó lòng chữa được, thành phế. Thành âm nàng nhu nhược, thập phần thanh uyển, đúng là mèo khóc chuột. Kỳ thật nàng không muốn cứu thượng quan vãn thanh, bất quá, trước giờ trong mắt Phượng cô nàng luôn là một nữ nhân ôn nhu thiện lương, Phượng cô thích nhất điểm này ở nàng, cho nên, dù hận vãn thanh nàng vẫn phải khuyên hắn. Hơn nữa, chỉ có vậy mới có thể giữ hắn lưu lại ta đã nói rồi, chỉ cần là ngươi nói, ta sẽ nghe. Chỉ thấy thanh âm đau thương của Phượng Cô vang lên. Vãn thanh hướng chu Nguyệt Nhi nhìn, thấy mặt nàng ta như hoa nở, đầy đắc ý, cười khẩy. Đúng vậy, vì Phượng Cô nên nàng ta đắc ý. Nhưng, đắc ý vì gì? Nàng không quan tâm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn